Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô Bicar TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Vui lòng nhấn like và đăng ký để chúng tôi có cơ hội phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Khám phá chi tiết Peugeot Traveller Premium giá gần 2,25 tỷ đồng, MPV hạng sang cho thương gia. Thưa quý vị, Premium là phiên bản cao cấp nhất của Peugeot Traveller tại Việt Nam. Phiên bản này đang được niêm yết giá 2,25 tỷ đồng, xe hướng tới việc phục vụ đối tượng khách hàng VIP. Traveller Premium và Luxury thì không có nhiều khác biệt ở ngoại thất. Xe được trang bị đèn chiếu sáng xenon tự động, có chức năng rửa, kết hợp đèn định vị LED, vành xe 17 inch đi cùng lốp 215 trên 60R17 cửa hông mở điện có cảm biến chân. Bản Premium có kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt 5.315, 1.935, 2030 mm Chiều cao này nhịn hơn hẳn bản Luxury 115mm, bởi phần nóc nhô lên, trục cơ sở 3.275mm, khoảng sáng gồm xe 170mm. Nội thất mới là nơi tạo nên giá trị cho chiếc Traveller Premium. Không gian cabin bố trí 6 chỗ ngồi thay vì 7 chỗ như bản Luxury hai ghế giữa phục vụ VIP với nhiều tiện nghi sang trọng. Ghế thương gia có thể chỉnh điện 8 hướng, tự chân, tự tay làm mát, massage và được bọc da cao cấp. Hàng ghế này còn có rèm che nắng riêng và bàn gập làm việc. Dưới chân là sàn ốp gỗ, nội thất có thêm đèn viên LED trang trí. Trên đầu là cửa sổ trời toàn cảnh một vách ngăn riêng tư cách biệt khoang lái và chỗ ngồi của hành khách, một chiếc màn hình 32 inch đặt trên đó, hệ thống giải trí có hệ điều hành Android, ổ cứng 500GB, 6 loa cao cấp kèm loa trầm, một bộ phát wifi được đặt bên trong, có 4 ổ điện 12V, một ổ 220V và ổ cắm USB để kết nối thiết bị điện di động, để liên lạc giữa khoang sau và khoang lái có bộ đàm riêng. Khoang lái cũng có nhiều trang bị hiện đại, vô lăng ba chấu tích hợp nhiều nút bấm, đồng hồ lớn có màn hình 3,5 inch chính giữa, phía trước là màn hình hắc kính HUD, màn hình trung tâm 7 inch, hỗ trợ mirroring, Apple CarPlay và Android Auto, cân số điện tử dạng núm xoay. Động cơ Traveller Premium và Luxury dùng chung loại máy dầu 4 xi lanh, dung tích 2 lít, công suất 150 mã lực tại 4.000 vòng 1 phút và mô men xoắn 370 Nm tại 2.000 vòng 1 phút, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống treo trước McPherson, còn phía sau độc lập, có 5 chế độ lựa chọn theo 5 loại địa hình. Công nghệ an toàn trên Traveller bậc nhất phân khúc với các tính năng tiên tiến như cảnh báo điểm mù, báo dịch lan đường để hỗ trợ tài xế vận hành. Traveller có camera lùi 180 độ và cảm biến trước sau. Tổng cộng là có 6 túi khí bên trong xe, cảm biến áp suất có ở các lốp, các hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD là trang bị cơ bản nhất. Xuất xưởng Peugeot Traveler lắp ráp Việt Nam giá gần 1,7 tỷ đồng, tham vọng mới của Thaco. Thưa quý vị, Peugeot Traveler là xe du lịch cao cấp đầu tiên của Thaco được lắp ráp. Không chỉ cạnh tranh những MPV tiền tỷ khác trên thị trường, Traveler còn mang sứ mệnh mở rộng thị phần của thương hiệu ô tô Pháp tại Việt Nam. Thưa quý vị, như vậy là sau bộ đôi 3008 và 5008, Traveler là sản phẩm tiếp theo của thương hiệu Peugeot, được tha cô lắp ráp ngay tại Việt Nam. Mẫu MPV Peugeot Traveler hướng tới cả đối tượng khách hàng, gia đình và doanh nghiệp, với hai phiên bản Luxury 7 chỗ và Premium 4 cộng 2 chỗ. Giá hai phiên bản là 1,699 tỷ và 2,249 tỷ đồng. Xe đã có thể giao ngay từ bây giờ. Hai bản Luxury và Premium có chiều cao 1915mm và 2030mm. Sợi dĩ bản premium cao hơn là bởi gắn mui bên trên, chiều dài trục cơ sở 3 3275mm, đáp ứng không gian rộng rãi cho 3 hàng ghế, khoảng sáng gầm 170mm. Theo công bố của Thaco, thể kích cốp xe là 1.384 lít và mở rộng lên 4.554 lít khi tháo hết hai hàng ghế sau. Peugeot Traveller có thiết kế đặc trưng của hãng xe Pháp với phần đầu xe có nhiều nét tương đồng với Peugeot 3008 và 5008, đèn hậu 5 dọc thay vì thiết kế kiểu vuốt sư tử, vành xe kích thước 17 in 5 chấu kép trang bị ngoại thất hiện đại với đèn chiếu sáng xenon và cửa hông hai bên trượt điện có cảm biến đá chân. Nội thất mới là khu vực đáng quan tâm hơn cả trên Traveler. Mẫu xe Pháp có nhiều tiện nghi cao cấp, phục vụ người ngồi trong. Bản Premium có hai ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng, đầy đủ tựa chân, tay và massage thông gió. Màn hình 32 inch tích hợp hệ điều hành Android, hệ thống giải trí còn có âm thanh 6 loa, một loa trầm cùng ổ cứng 500GB lưu trữ âm nhạc video. Bản Luxury có 7 ghế ngồi thông thường, nhưng hàng 2 và 3 có thể xoay 180 độ và trượt gập tháo rời. Ở khu vực người lái cũng có nhiều trang bị hiện đại như màn hình trung tâm 7 inch, hỗ trợ MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto, màn hình hắc kính HUD, điều hòa tự động hai vùng và gương chiếu hậu chống chói. Động cơ diesel 2 lít dùng chung cho cả hai bản, cho công suất 150 mã lực và mô men xoắn 370 Nm, hộp số tự động 6 cấp, mặc dù là MPV, Traveler vẫn có 5 chế độ dành cho 5 kiểu địa hình khác nhau hướng tới trở thành MPV toàn diện cả về tiện nghi bên trong lẫn công nghệ an toàn. Traveler có những tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến như cảnh báo điểm mù, báo lệch làng, cảm biến trước sau, báo áp suất lốp và camera lùi 180 độ. Ngoài ra, xe còn có 6 túi khí. Với nhiều trang bị cao cấp như vậy đi cùng mức giá từ 1,699 tỷ đồng, Peugeot Traveler sẽ tạo áp lực lên đối thủ đức ngang tầm là VW Saran. Hiện tại, trong vân khúc MPV tiền tỷ, mẫu xe của Peugeot còn tạo ra sự cạnh tranh với xe sang hơn như Mercedes-Benz V-Class, hai tầm thấp hơn là Kia Sedona và Ford Tourneo sắp ra mắt trong thời gian tới. Thaco kỳ vọng bán được 100 xe Traveller mỗi tháng. Tuy con số 100 không phải quá nhiều khi so với một mẫu MPV khác cũng được Thaco phân phối là Kia Sedona, đây vẫn là một mức doanh số đáng ghi nhận với thương hiệu Peugeot tại Việt Nam khi lượng xe bán ra một tháng của hãng khoảng trên dưới 300 chiếc. Trên đây là toàn bộ nội dung trong chuyên mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.